Vâng, thưa bác sĩ Ngọc Dinh ạ, khi thời tiết giao mùa thay đổi thất thường thì đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để bệnh viêm mũi dị ứng và viêm xoang bùng phát. Và thưa bác sĩ, tại sao mà cứ mỗi một đợt chuyển mùa như thế này thì các bệnh nhân bị dị ứng hay là viêm mũi xoang lại rất là khó chịu và mệt mỏi với những thay đổi của cơ thể mình ạ? Vâng, chúng ta đều biết là mỗi khi thay đổi thời tiết thì nó sẽ gây một cái biến loạn, thay đổi của môi trường. Nhiệt độ để thay đổi, độ ẩm thay đổi, tốc độ gió thay đổi. Nói chung là các bạn sẽ cảm thấy là nó hẫng hụt luôn khi mình ra đường nếu mà mình không mặc ấm. Vì vậy cho nên là các bạn chú ý là bảo vệ sức khỏe của mình khi mà những cái này thời tiết thay đổi. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì cái cơ thể của chúng ta bình thường thì nó vẫn chuyển hóa bình thường, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào môi trường bên ngoài. Nếu mà nóng thì cơ thể bình thường thì cũng cần phải được mát, nhưng khi mà lạnh thì cơ thể phải được ủ ấm. Thế vì vậy cho nên là nếu mà các bạn không mặc ấm thì có chuyện gì xảy ra? Cái chuyện xảy ra là cái niêm mạc mũi nó phải sưng nề lên để nó đưa mạch máu sung huyết nhiều lên để nó cơ thể nó ấm hơn, cái hơi thở nó được làm ấm lên. Thế vì vậy cho nên là khi mà nó cứ rung sung huyết nhiều quá thì dẫn đến hiện trường hiện tượng là cái mũi nó sưng nề. Thế và nhất là trường hợp nào mà viêm mũi xoang, từ cái niêm mạc của các bạn đã yếu rồi, hay họng của các bạn đã yếu rồi, chỉ cần tác động nhỏ của thời tiết thì làm cho bệnh lý lại tăng lại. Dạ vâng. Và nó nặng lên. Vì vậy ta dễ hiểu rằng là khi thay đổi thời tiết thì mũi họng bị viêm nhiều hơn, họng viêm nhiều hơn, viêm mũi dị ứng tăng nhiều hơn, và cả những cái đợt viêm phế quản như hen phế quản cũng bùng phát. Dạ vâng ạ, viêm mũi xoang hay là viêm mũi dị ứng chẳng hạn, nó cũng là những cái giai đoạn đầu tiên của các bệnh lý về đường hô hấp đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta không chủ động phòng bệnh rồi thì không giữ ấm cho cơ thể trong những cái ngày thời tiết chuyển mùa như thế này thì rất có thể các bệnh lý về đường hô hấp dưới nữa, những bệnh lý nặng hơn, nghiêm trọng hơn cũng có thể đến hỏi thăm mỗi người. Vâng, thưa bác sĩ Ngọc Dinh, thế thì ngoài cái yếu tố thời tiết ra thì những bệnh nhân mà có tiền sử bị viêm mũi dị ứng hay là viêm xoang ạ, họ còn cần phải phòng tránh những cái nguyên nhân nào khác để bệnh không quay đến hỏi thăm mình ạ? Vâng, thì ta thấy rằng là ngoài những cái bệnh lý về cái viêm mũi xoang ra thì còn rất là nhiều bệnh lý khác nữa. Chẳng hạn như các bạn biết là cái bệnh nổi bật lên là cái đường hô hấp, là các bạn sẽ thấy là mũi thì ngạt thở này, xong các bạn xì ra mũi rất nhiều, thì đấy là biểu hiện của mũi xoang. Thế các bạn sẽ hắt hơi từng tràng một, mũi cũng ngạt cứng lên, thì đấy là cái viêm mũi dị ứng. Thì cũng trường hợp mà bạn đau họng không thể nói lên được thì đấy là cái viêm amidan. Và nếu mà không cẩn thận, không điều trị tốt thì chỉ cần mấy hôm sau nó sẽ khàn tiếng, nó gây viêm thanh quản, và đồng thời nó xuống phế quản, nó gây viêm phế quản và viêm phổi. Thế vì vậy cho nên là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới nó gắn liền chặt chẽ với nhau, và dẫn đến các bệnh lý mà các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta sẽ điều trị nhanh thì nó sẽ khỏi, mà nếu không điều trị nhanh thì trở thành nặng và có những biến chứng khôn lường, và thậm chí là dẫn đến tử vong. Dạ vâng ạ, ngoài việc điều trị tích cực càng sớm càng tốt thì còn có những nguyên nhân nào khác khiến bệnh viêm mũi viêm xoang nó có thể nặng thêm nữa ạ, thưa bác sĩ? Vâng, ngoài cái yếu tố thời tiết thì ta thấy rằng là có những cái yếu tố chẳng hạn như là môi trường, chẳng hạn như là hiện nay các bạn biết rằng là ngoài cái không khí gần đây các bạn nghe rất nhiều, tức là cái ô nhiễm không khí. Thì cái ô nhiễm không khí nó sẽ làm cho các bạn sẽ thấy là khi mình hít thở vào thì cái độ thanh lọc của mũi xoang bình thường thì nó chỉ giữ lại được cái sản phẩm bụi là 5 micron thôi. Nhưng bây giờ khi những cái bụi rất là nhỏ, li ti như bụi mịn PN25 ấy, là cái bụi rất là nhỏ, nó có đến kích thước độ 0,25% micron thôi. Thế như vậy là nó bay thẳng vào mũi họng và nó bay vào phổi và phế quản, và thậm chí là có thể nhiễm trùng đi vào máu. Thế vì vậy cho nên thấy rằng là cái không khí thay đổi cộng với sự ô nhiễm môi trường và những khí độc hại trong môi trường đã làm cho bệnh viêm mũi họng gia tăng. Dạ vâng, không hiểu lý do gì mà người ta cũng hay để hai cái bệnh lý là viêm mũi viêm xoang cạnh nhau. Thường thì một người sẽ cùng lúc mắc cả hai bệnh lý này hay sao, thưa bác sĩ? Hay là viêm mũi và viêm xoang nó có mối liên hệ như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Vâng, thưa các bạn, tức là khi mà chúng ta thở vào nhé, thì đấy là không khí qua mũi xong xuống họng và xuống phế quản phổi. Nhưng mà cạnh hai bên mũi nó có những cái hốc nhỏ li ti ở bên mũi, có những hốc nhỏ như là hốc xoang sàng, và hốc to hơn là xoang hàm, và trên đỉnh cao cạnh trên mắt thì người ta gọi là xoang trán. Thế và sâu hơn nữa là xoang bướm. Như vậy là hai chục cái xoang này nó tụ xung quanh mũi.
và nó được lối thông với mũi bởi một cái ngách nhỏ nhỏ, người ta gọi là lỗ thông mũi xoang, hay là gọi là lỗ ostium. Thế thì thông thường ấy thì mũi thở vào vào mũi này, xong không khí cũng luồn vào các khe xoang, xong lại được đẩy ra ngoài. Thế như vậy ta thấy một cái chu trình luân chuyển bình thường như vậy. Thế nếu mà có hạt bụi hoặc có một cái chất nhầy bẩn nó bám từ môi trường bên ngoài vào, thì lập tức nó được cái niêm mạc của mũi, nó được giữ ngay lại niêm mạc mũi, và nó đẩy xuống dưới, nó có tạo thành cái rỉ mũi, hay là tạo thành một cái chất nhầy mà bạn thấy nó đục đục ấy. Dạ vâng. Thì đấy là cái chu trình bình thường. Nhưng mà khi mà nếu mà các bạn, giả sử như các bạn mà cái mũi các bạn yếu, mũi nó sưng nề lên, thì tất cả các lỗ thông nó cũng chít hẹp lại, và không khí nó không vào được nữa. Và khi không khí không vào được nữa thì ở trong xoang nó không được dẫn lưu thông. Và nếu mà mũi này có nhiễm trùng, chẳng hạn như là có những cái vi khuẩn nó ký sinh ở trong ấy, chẳng hạn như tụ cầu này, phế cầu này, liên cầu này, thì các con vi khuẩn này nó sẽ chui qua cái chất nhầy và qua vào trong xoang và tạo thành viêm xoang. Thì như ta thấy là bao giờ cũng viêm mũi đi trước, xong dẫn đến viêm xoang. Dạ vâng. Và khi mà viêm xoang, tức là báo hiệu một tình thể tồi tệ của viêm mũi. Như vậy thì chúng ta thấy là mũi xoang bao giờ cũng liên hệ với nhau. Và các bạn chú ý là không những mũi xoang đâu, mà cả cả tai, họng này, rồi thanh quản nữa. Bởi vì các bạn biết là khi mà đi khám bệnh ấy, thì lập tức người ta gọi là tai mũi họng. Cũng như bệnh viện chúng tôi gọi là bệnh viện tai mũi họng, chứ không phải là tôi chỉ khám cái tai không đâu. Không bao giờ bác sĩ khám một cái tai không cho các bạn, mũi các bạn, mà họng các bạn. Và bao giờ cũng khám mũi này, họng này, thanh quản này. Đấy, thế thì và tai nữa để kiểm tra xem, bởi vì tất cả các bộ phận này đều nối liền với nhau và liên quan với nhau chặt chẽ, và trở thành một cái cơ quan gọi là có một cái bổ sung với nhau, cái chức năng tốt. Vì vậy cho nên là các bạn thấy rằng là bao giờ bệnh lý, các cái bệnh lý này cũng liên quan chặt chẽ với nhau ạ. Dạ vâng, người lớn chúng ta thì rất là dễ để có thể hiểu được về những cái chỉ định này của bác sĩ. Tại sao mà mình lại chỉ có biểu hiện của viêm mũi, viêm xoang thôi mà đến thì các bác sĩ lại siêu âm cả là cả tai đúng không ạ? Rồi thì cả họng nữa. Thì bởi vì là nó rất có thể là đã có những cái triệu chứng âm thầm của viêm nhiễm ở những cơ quan lân cận xung quanh rồi. Thưa bác sĩ Ngọc Dinh, thế thì đối với viêm mũi và viêm xoang thì những cái triệu chứng để một người bình thường có thể phân biệt được thì có đơn giản hay không? Có phải là cứ viêm mũi thì tức là cái dịch mũi nhầy nó còn là màu trắng, là trong, còn khi mà đã viêm xoang rồi thì là nó chuyển sang màu xanh hay không ạ? Vâng. Vâng, các bạn chú ý là cái nước mũi nó thể hiện cái tính chất của bệnh. Nước mũi có thể màu trắng, có thể màu xanh, có thể màu vàng. Dạ. Có thể mùi tanh tanh, mùi là tanh tanh, đấy là màu. Thế còn mùi thì có thể tanh tanh, cũng có thể là mùi hôi. Bạn chỉ cần đi đến đâu người ta tránh các bạn đi đến đấy, mùi hôi lắm. Và các bạn cảm giác như là bản thân mình cũng khó chịu về cái mũi của mình. Vâng. Nó không được thơm to, nó phát ra cái hương vị, tức là nó gọi là tồi tệ, và vâng, nó làm cho mọi người xa lánh mình vì cái mùi vị. Thế ngay cả cái họng cũng vậy thôi. Nếu các họng bình thường thì các bạn thấy là đánh răng xong, các bạn giả sử sáng chủ dậy, ngủ dậy bạn không đánh răng, cảm thấy nó khó chịu lắm, mùi rất hôi trong miệng. Nhưng khi bạn đánh răng rồi thì mùi nó thơm to, và tự bạn cũng cảm nhận cảm thực là dễ chịu hơn trước rất nhiều. Vì vậy cho nên là mũi thì chúng ta không thể đánh được. Dạ nhưng vâng. Mà nó vẫn đọng các cái chất nhầy và chất bẩn ở trong. Thế vì vậy chúng ta phải làm thế nào để mà biết được có khi bị bệnh? Thì các bạn nhớ là khi bình thường mũi nó có một chức năng vô cùng khỏe mạnh, nó sẽ đẩy được các cái chất bẩn, không cho các cái bụi sâu vào trong phổi đẩy ra ngoài. Thế và các cái vi sinh khuẩn nữa, vi sinh vật cũng vậy, khi mà vào trong mũi lập tức được các cái chất nhầy của mũi tóm giữ lại và đẩy ra ngoài, không cho các cái vi sinh vật như là các cái vi khuẩn tôi nói trên xâm nhập vào niêm mạc để vào trong rồi gây bệnh. Nhưng mà khi mà các bạn yếu, khi thời tiết thay đổi đấy, làm cơ thể các bạn yếu đi, thì các cái kháng thể ở trong cơ thể nó cũng không kịp, không chuyển hóa kịp, không thể bắt giữ được các cái nhiều vi khuẩn. Vì vi khuẩn nó lại sinh ra nhiều hơn trong bóng mùa này, thế thì nó lại làm cho bệnh lý nó viêm lên, chẳng hạn như là mũi sưng lên, và các cái vi khuẩn nó có thể xâm nhập qua cái niêm mạc của mũi xoang, nó vào trong ấy và nó thậm chí nó lưu truyền ở trong xoang và dẫn đến cả cái nhiễm trùng, cả đường máu nữa. Vì vậy chúng ta thấy là khi hết vậy, nhưng khi mà đã viêm nặng lên thì cái nước mũi nó biểu hiện, tức là cái màu, từ chẳng hạn như bạn cảm cúm thôi thì nước mũi trong vắt, nhưng mà nếu mà 7 ngày 10 ngày rồi nước mũi bao giờ cũng đặc và vàng xanh. Vâng. Nhưng nếu các bạn được nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ thì dần dần nó đi hết.
Đấy là cái chu trình cơ thể miễn dịch các bạn. Thế vì vậy nên không lo lắng gì là nước mũi màu trắng hay màu vàng, màu xanh. Nhưng nếu nó kéo dài trên 14 ngày, không phải 7 ngày mà nó khỏi được, mà 14 ngày nó vẫn cứ xì xẹt như thế, thì dứt khoát là có vấn đề nhiễm khuẩn nặng rồi. Nó không những là nó ở mũi đâu, mà nó đã chu vào trong lòng xoang, mà nó dẫn đến các cái tiết dịch nhiễm khuẩn từ trong mũi xoang ra. Và mùi nó bắt đầu có chuyển mùi, tức là mùi hôi hơn. Trước nó không phải mùi tanh nữa mà mùi hôi hơn, thì lập tức đấy là biểu hiện của viêm xoang, thì các bạn phải đi khám và điều trị ngay lập tức. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta cũng có thể tự nhận biết được phần nào đó thôi các cái biểu hiện của viêm mũi và viêm xoang. Thường thì viêm xoang sẽ có một cái triệu chứng rất là điển hình, đó là cái mùi hôi rất là khó chịu, đúng không ạ thưa bác sĩ? Kết hợp với việc là tăng tiết dịch mũi nữa, có thể là những cái màu vàng, màu xanh cũng rất là đáng ngại. Và khi đó thì chúng ta cần phải thăm khám và điều trị thật là sớm, đến 14 ngày như bác sĩ Ngọc Dinh nói là cũng là cái thời điểm mà rất cần để chúng ta đi kiểm tra để được điều trị một cách tích cực và triệt để rồi. Cũng thưa bác sĩ Ngọc Dinh ạ, hiện nay thì có thể nói rằng bệnh viêm mũi, viêm xoang nó rất là phổ biến trong cộng đồng, người già, trẻ nhỏ, thanh niên đều có thể mắc phải bệnh lý này. Nhưng cụ thể cái sự ảnh hưởng của nó tới sức khỏe của người bệnh như thế nào thì không phải ai cũng biết. Và cái việc không điều trị thì nó có gây ra những biến chứng nào đáng ngại hay không? Nếu các bạn theo dõi báo chí thì sẽ thấy rằng là gần đây cái tỷ lệ mà viêm mũi xoang nó dẫn đến mà cái áp xe mắt, thậm chí dẫn đến mù lòa khá nhiều, đặc biệt là trẻ em. Thì các bạn biết rằng là ở trẻ con thì cái xoang nó phát triển theo người lớn, theo cái độ tuổi. Đến độ tuổi bao nhiêu thì cái xoang là nó xuất hiện. Thông thường đẻ ra thì xoang sàng đã có, xoang sàng tức là xoang dọc xoang hốc mũi. Và đến 4-5 tuổi xoang hàm bắt đầu hình thành. Và khi 9-12 tuổi thì xoang trán và xoang bươm bắt đầu hình thành tiếp. Như vậy theo tuổi, độ tuổi thì các cái xoang dần dần nó được mở rộng và nó làm cho cái khuôn mặt của chúng ta nhẹ nhõm hơn, và do các cái hốc xương nó nằm ở trên mặt, người ta gọi là hốc xoang. Thế thì nhưng mà nếu mà viêm thì các hốc xương này bị viêm, người ta gọi là viêm xoang. Và viêm xoang thì các bạn biết rồi, nó có cái lỗ thông ra rất nhỏ, nó để đẩy dần dần qua cái lỗ nhỏ ra. Thế nếu mà nó viêm mủ đặc hơn thì nó đẩy ra rất khó, và nó đọng trong đấy tạo thành cái kén mủ, thậm chí áp xe. Và thậm chí là nó không những viêm niêm mạc mà còn viêm cả xương, màng xương, viêm xương, tiêu hủy xương và phá ra các bộ phận lân cận. Như vậy cái bộ phận mà lân cận hay gặp nhất đấy là mắt. Vì vậy chúng tôi hay biến chứng mắt nhiều lắm. Có những cái áp xe hốc mắt, có trường hợp mà viêm thần kinh hốc mắt và bệnh nhân mù luôn, không nhìn thấy gì cả. Thế đấy là một cái biến chứng đầu tiên mà các bạn biết rằng là nếu không điều trị mà có biến chứng, đấy là biến chứng mắt. Ngoài ra thì ta thấy rằng là xoang nó tiết ra, nó chảy xuống họng, thì cái đường mà từ vòm họng xuống họng thì các bạn sẽ thấy một cái lỗ nhỏ nó thông với tai, người ta gọi là vòi Eustace. Thế thì cái mủ nó có thể chui qua vòi Eustace này, nó làm cái viêm tai giữa. Như vậy biến chứng hay gặp nhất của trẻ em tức là viêm mũi dẫn đến viêm tai giữa, thì các bạn thấy hay gặp viêm tai giữa. Và các bạn biết rồi, nó chảy xuống họng thì nó gây lên viêm họng hạt, viêm amidan, và xuống sâu tí nữa viêm thanh quản và viêm phế quản. Thế như vậy biến chứng nào hay gặp nhất đặc biệt ở trẻ em thì ta thấy là biến chứng viêm mũi dẫn đến viêm xoang là hay gặp nhiều nhất. Cái thứ hai từ viêm mũi xoang dẫn đến viêm tai là hai, và nặng hơn nữa thì có đe dọa đến tính mạng, đấy là áp xe hốc mắt, có thể là viêm màng não mủ, và tất cả đều do ảnh hưởng của cái viêm mũi họng mũi xoang ngoài ra. Và thưa bác sĩ ạ, tiếp tục sẽ là những cái băn khoăn trăn trở của rất là nhiều người. Vậy thì như thế nào mới gọi là điều trị được triệt để bệnh viêm xoang? Có phải là cái phương án phẫu thuật hay không? Và nếu như mà mổ rồi thì có phải khỏi hẳn và không bao giờ tái phát hay không? Thì cũng xin được nhờ bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Vâng, rất nhiều người cũng băn khoăn khi mà đi khám bệnh. Và khi nói đến mổ thì bệnh nhân sợ lắm. Rồi mổ á, kinh lắm, mổ... có khỏi đâu, em thấy nhiều người mổ có khỏi đâu. Đấy là một cái tâm lý chung của mọi người. Vậy hôm nay chúng ta đi thử xem các bạn nhé. Chẳng hạn như là nếu bạn bị viêm các cái hốc ở trong xoang thì bao giờ bác sĩ cũng điều trị nội khoa theo điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là gì? Tức là bác sĩ sẽ đưa các bạn thuốc xúc rửa để các cái thuốc đây nó có thể vào ngấm vào trong mũi xoang, để mũi có thể đẩy ra được các cái chất mủ, và dò các cái thuốc kháng sinh vào trong mũi xoang thì nó sẽ đỡ. Và kết hợp nếu mà viêm cấp tính thì bao giờ cũng dùng một đợt kháng sinh. Vâng. Thì đấy là một cái
điều trị nội khoa. Nhưng mà nếu mà các bạn sức đề kháng yếu mà các bạn lại chưa được điều trị nội khoa nhiều, nó làm lưu cữu ở trong ấy và thậm chí nó gây những cái ổ nấm ở trong mũi xoang, nó thay thành những cái phát sinh những khối u ở trong xoang, nó bò ra ngoài như polyp, thì lúc ấy điều trị nội khoa lại càng không kết quả. Thì lúc ấy bác sĩ phải bắt buộc có một cái chỉ định cao hơn, đấy là phẫu thuật. Nhưng rất may mắn làm sao là thời gian hiện nay là chúng ta có một cái công nghệ mới, đấy là phẫu thuật nội soi. Đấy, các bạn yên tâm là nội soi tức là một cái phương pháp hoàn toàn tự nhiên. Tức là ngách mũi các bạn như thế nào thì bác sĩ sẽ đưa vào cái ngách mũi tự nhiên đấy để mở rộng ra, và bằng dùng máy móc thì chúng tôi sẽ lấy được hết tất cả các cái tổ chức viêm polyp, hay là chỉnh hình lại các cái cuốn mũi, lấy tất cả các tổ chức viêm ra. Làm sao để sau khi mổ xong, trong vòng độ khoảng 10-15 ngày sau, bạn trở lại hoàn toàn chế độ bình thường. Mũi thở thông, không có dịch và không có mùi hôi. Thì đấy là một cái kết quả của nội soi. Nếu mổ tốt, tôi nói là nếu mổ tốt. Thế thì phụ thuộc vào cái người phẫu thuật, và thứ hai phụ thuộc vào cơ sở phẫu thuật. Thì đấy các bạn nên mua, nên lựa chọn. Cái thứ hai nữa các bạn nhớ rằng là vậy mổ có khỏi không? Báo cáo các bạn thế này: sau khi mổ xong, tất cả các tổ chim viêm được lấy ra hết. Nhưng tôi nói hết một cái điều nhắc lại nữa là phụ thuộc vào phẫu thuật viên và phụ thuộc vào cơ sở phẫu thuật và dụng cụ phẫu thuật. Chứ nếu mà phẫu thuật tốt thì tôi đảm bảo là gần như phẫu thuật khỏi đến 80%, không có tỷ lệ tái phát. Còn tất nhiên có thể tái phát ở trong một số trường hợp như là bị dị ứng, cơ địa dị ứng. Thì cái cơ địa dị ứng ấy chỉ cần là mặc dù phẫu thuật hết nhưng mà nó chỉ cần sót lại một tí tí thôi. Hoặc là chỉ cần cái niêm mạc nó lại chỗ khác, nó lại phát triển lên, đã tạo thành cái polyp mũi. Nhưng mà dù có tái phát trong trường nào đấy thì chỉ bác sĩ đến, các bác sĩ chỉ hút ra các cái polyp ra thì nó cũng hết nhanh, không cần phẫu thuật lớn, thì có thể làm ngay tại phòng khám cũng được. Như vậy các bạn yên tâm, tỷ lệ phẫu thuật khỏi đến 80% và kết quả tốt nếu có chỉ định. Thì vì vậy nên là các bạn hãy yên tâm các bạn nhé. Vâng, quay trở lại với một cái vấn đề rất là thời sự hiện nay, đó là ô nhiễm môi trường, là thời tiết thay đổi, là bụi mịn. Đây là những cái cụm từ khóa rất là hot trong những ngày vừa qua ở tại thủ đô Hà Nội của chúng ta nói riêng cũng như là ở trên cả nước nói chung. Cái tình trạng ô nhiễm môi trường nó trầm trọng tới mức mà người ta cảm thấy bầu không khí lúc nào nó cũng như là một cái màn sương muối dày đặc vậy. Và đi ra ngoài đường thì cho dù là khẩu trang đến 2-3 lớp vẫn cứ cảm thấy có những cái mùi khó chịu và cảm thấy là đường hô hấp, các bệnh lý viêm mũi, viêm xoang nó có cái cơ hội để nó bùng phát nhiều hơn. Thưa bác sĩ, vậy thì về lâu về dài, nếu như chúng ta cứ tiếp xúc trong một cái môi trường như thế này thì các bệnh lý viêm mũi, xoang nó sẽ tiến triển như thế nào? Liệu có thể chủ động phòng bệnh được hay không ạ? Vâng, phải nói rằng là một cái tin buồn với chúng ta, tức là trong đất nước chúng ta bị ảnh hưởng ô nhiễm như thời gian qua rất nhiều. Không phải đất nước chúng ta đâu mà cả cái vùng Đông Nam Á và cả trên thế giới. Chẳng hạn như Ấn Độ là cái nước ô nhiễm nhiều nhất. Thế nhìn vào trong không khí thì ta thấy là cái không khí mà cách đây người ta nói là cách 10-15 năm nó khác hẳn. Chụp cái hồ Gươm nó còn trong xanh, bây giờ chụp thấy một cái màu mờ đặc, màu mờ và đục, nhìn nó không rõ nét như ngày xưa nữa. Như vậy đấy là cái chất bụi nó lơ lửng ở trong không khí tạo thành một cái màn ô nhiễm, tác động không ít đến sức khỏe của chúng ta. Như vậy trong cái ô nhiễm không khí nó có những cái gì? Nó có những khí thải ô nhiễm, ví dụ như là SO2, CO2, thế vân vân. Thì ta thấy là ngoài ra thì các cái thành phần bụi, thì bụi thì các bạn biết rồi, bụi thì có rất là nhiều loại bụi, trong đó có cả nấm mốc, vi khuẩn nữa. Thế thì bụi thì đặc biệt là cái bụi mà hiện nay chúng ta nói nhiều nhất, đấy là cái bụi mịn. Bụi mịn chúng ta thấy rằng là nó có một kích thước rất nhỏ là 2,5 micron. Thế bình thường một cái bụi thì độ khoảng thông thường mà từ trước nay thường người ta nói đến 5 đến 10 micron. Thì mũi xoang có thể giữ được các cái vật cản như vậy, nó không cho nó thấm sâu vào trong mũi xoang và nó giữ được ở cái lớp tế bào lông nhầy ở tại niêm mạc mũi, và xong nó đẩy xuống cửa mũi sau và chúng ta khạc ra ngoài. Thế nhưng mà khi mà cái bóp bụi mịn này thì mũi bó tay, không giữ được cái chất bụi mịn này nữa, và nó cứ thế nó xông thẳng vào mũi xoang, nó xông thẳng vào phế quản và dẫn đến bệnh hô hấp gia tăng là như vậy. Thì trong đó bệnh mũi xoang cũng gia tăng. Thế thì làm thế nào để mà phòng chống bụi mịn này? Thì chúng ta thấy là ở đất nước chúng ta cũng rất là nhiều
cái biện pháp. Nhưng các bạn đều biết tức là cái này là phải chung tay làm cả bảo vệ môi trường, cả chính quyền đến địa phương và đến cả người dân. Chẳng hạn như tôi đi qua ở cái phố Đê La Thành, vẫn có một cái hàng bán gọi là bún chả. Người ta có chĩa một cái ống khói ra thẳng ngoài, khói mù mịt. Thì tôi nhìn vào sâu trong thì hóa ra biết than ở dưới. Đấy chính là cái góp phần làm bụi gia tăng đấy ạ. Tức là bụi này là bụi do phép khói than thải ra, có thể do đốt rơm rạ, nhưng chủ yếu là các cái bếp than và các cái nhà máy hoặc sản xuất cái sản ra các cái khí độc hại. Thế ngoài ra cái ô nhiễm môi trường, chẳng hạn như cái rác thải, mà không được dọn ra thì mùi rất hôi và nó cũng tạo thành một cái ô nhiễm không khí. Như vậy thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí, nhưng ô nhiễm đang đến mức độ báo động. Thì chúng ta thấy là để bảo vệ thì làm thế nào? Thì bảo vệ thì nói thật với các bạn là chúng ta sống trong một bầu không khí đấy cũng rất là khó. Có những tòa nhà đến mấy chục tầng, thế nhưng vào trong nhà thì là cái độ đo mà O2 vẫn thấp, bởi vì người ta vẫn là cái không khí quẩn ở trong nhà, dạ không được thải ra ngoài. Thế vì vậy cho nên là làm thế nào được thì chủ yếu là chúng ta hạn chế đi ra ngoài đường nếu có thể. Khi nào không việc cần thiết thì không đi. Và nếu mà các bạn trang bị cho mình một cái khẩu trang mà loại tốt thì có thể bảo vệ được các bạn được, dạ vâng, trong giai đoạn này. Thì vì vậy cho nên là các bạn chú ý. Còn cái khẩu trang mà mỏng mảnh hai lớp thì không thể đủ được đâu. Thì dạ các bạn chú ý bảo vệ sức khỏe của mình bằng đeo khẩu trang ra ngoài đường và tăng cường cái chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận luyện để tăng sức đề kháng. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc Dinh. Và đúng là trong những ngày vừa qua thì các mặt hàng như là khẩu trang gọi là chuyên dụng để có thể chống được cả bụi mịn PM2.5 hay là máy lọc không khí chẳng hạn thì rất là đắt hàng. Và đặc biệt là những người mà có tiền sử là viêm mũi, viêm xoang chẳng hạn thì lại càng cần phải có những cái giải pháp để bảo vệ sức khỏe đường mũi họng của mình nhiều hơn trong những cái ngày này, đúng không ạ? Bên cạnh là bản thân họ nữa rất là khó chịu khi mà thời tiết thay đổi, khi mà không khí bị kém chất lượng, thì còn một cái mối lo khác nữa đó là cho cái sự di truyền sang thế hệ sau chẳng hạn. Trẻ nhỏ bây giờ sinh ra cũng rất là nhiều bé, nhỏ xíu thôi là đã viêm mũi dị ứng rồi, các bé cũng có thể có chẩn đoán là cả viêm xoang nữa. Có phải hoàn toàn là do yếu tố di truyền hay không, thưa bác sĩ Ngọc Dinh? Và với căn bệnh này ở trẻ nhỏ thì sẽ có những cái chỉ định điều trị như thế nào ạ? Vâng, theo một cái nghiên cứu mới nhất, tức là cái dị ứng của chúng ta bị chiếm tỷ lệ là 20% trong dân số. Như vậy cứ 10 người các bạn thì có 2 người bị dị ứng. Và cái dị ứng này thì mang tính di truyền, tức là các cái gen di truyền. Nếu mà bố bị dị ứng mà mẹ không bị dị ứng thì con dứt khoát là 50% bị. Thế nhưng cả bố cả mẹ bị thì con bị dị ứng đến 70%. Nhưng cũng có trường hợp hỏi tôi là di truyền đấy, bác bảo di truyền, nhưng mà em không bị dị ứng, chồng em không bị, ông bà không bị, tại sao con em bị dị ứng? Thì đấy là yếu tố của môi trường mà cái tỷ lệ chiếm đến 15-25%. Như vậy các bạn thấy không, dị ứng này có thể là do di truyền, cũng có thể do ảnh hưởng từ môi trường, nhiễm khuẩn. Thế vì vậy cho nên là các bạn chú ý bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu mà yếu tố di truyền thì em bé là cái cơ địa dị ứng thì nó dễ bị dị ứng môi trường nhiều hơn. Vì vậy phải tăng cường cái sự quan tâm của bố mẹ, bảo vệ của bố mẹ khi mà thay đổi thời tiết, giữ ấm nhiều hơn, không nuôi những con vật nuôi trong nhà, vệ sinh môi trường sạch sẽ. Thì chú ý tất cả những yếu tố đấy thì là sẽ tránh được cái yếu tố dị ứng. Dạ vâng, hiện nay cũng rất nhiều người khi thấy các cái triệu chứng như là sổ mũi, nghẹt mũi thì thường là tự mua thuốc về dùng. Cái này nó cũng xuất phát từ cái tâm lý đó là người ta gọi bệnh gì người ta cũng có một cái từ gọi là hắt hơi sổ mũi thôi mà. Tức là rất là coi nhẹ những cái bệnh lý mũi, đúng không ạ thưa bác sĩ? Cái điều này thì có nên hay không? Và trong điều trị viêm mũi, viêm xoang chẳng hạn, có cái nguyên tắc nào mà người dân chúng ta phải lưu ý tuyệt đối không nên làm hay không ạ? Vâng. Trong cái điều trị thì các bạn biết rằng là cái cơ thể chúng ta có một sức đề kháng rất lớn. Đừng lạm dụng nó nhưng cũng đừng coi thường nó. Như vậy nếu mà tôi nói là cảm cúm thông thường chỉ 7 đến 10 ngày là khỏi. Dù là chảy nước mũi vàng, mũi xanh, nhưng mà đấy là cái biểu hiện của cơ thể chống đối lại, cái sức miễn dịch của cơ thể kháng lại các cái vi khuẩn tấn công. Thế như vậy là cái màu vàng, màu xanh đấy là cái xác các vi khuẩn với các cái kháng thể trong cơ thể, bạch cầu trong cơ thể, nó được thải ra ngoài.
Nhưng mà sau 7 đến 10 ngày thì tất cả các triệu chứng hết, bởi vì sức đề kháng của các bạn tuyệt vời, có những chiến binh quả cảm để tiêu diệt được vi khuẩn và virus. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp mà bạn chẳng may mà cái thời gian đấy bạn yếu mệt, hay bạn nhiều stress quá, ăn uống không đầy đủ, thì hay là cái độc tính của vi khuẩn nó mạnh quá thì làm cho bạn nặng hơn, lúc ấy nó tiến triển sâu vào trong cơ thể, nó dẫn đến viêm mũi xoang, thì lúc ấy cần phải điều trị thuốc. Như vậy khi nào uống thuốc và khi nào không, rõ ràng là chúng ta phải lắng nghe cơ thể chúng ta. Tôi nói rồi, 7 ngày đến 10 ngày không đỡ, mời các bạn phải đi khám bác sĩ. Lúc ấy các bác sĩ sẽ khám và trợ giúp cho các bạn những cái phương thuốc đẩy các cái vi khuẩn virus tránh ra khỏi cơ thể và để cho bệnh chóng khỏi. Dạ vâng. Và cũng không nên tự ý mua thuốc khi bệnh bắt đầu chớm mở. Vâng. Và bác sĩ thấy là hiện nay thì những cái loại thuốc nào mà người bệnh là hay tự mua, tự sử dụng nhất trong cái trường hợp mà sổ mũi hay nghẹt mũi ạ? Và nó thì có tiềm ẩn những cái tác hại gì đối với sức khỏe của họ hay không ạ? Vâng. Cái mà thông thường nhất tất cả các cái cô bán hàng thuốc đến là bác ho à, bác sốt à, vâng bác phải dùng cái viên này tốt lắm, dùng viên kháng sinh này, ngậm họng này, thế như vậy là ta thấy là bệnh nhân kể tội, vâng em vừa dùng một đợt kháng sinh xong, ginat này, amoxicillin này, rồi vân vân, thế rồi cô bán hàng bán cho em cả cái dotricillin ấy, tức là cái thuốc mà ngậm và để cho nó đỡ viêm. Đấy. Thế như vậy thì em chắc thì đỡ, vì vậy em hôm nay phải đến. Thế như vậy thì các bạn thấy sao? Lạm dụng thuốc thì nếu mà mình không biết đúng thì thứ nhất là không uống đúng liều, không đúng chủng tộc, và thứ hai là không tác dụng, không diệt được. Và cái cơ bản hơn nữa, làm cho cơ bản các bạn quen thuốc và nhờn thuốc, và lần sau dùng kháng sinh nó sẽ khó điều trị hơn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Dinh. Vẫn còn rất là nhiều những cái băn khoăn khác nữa về các bệnh lý viêm mũi, viêm xoang. Như bác sĩ cũng nói ở phần đầu chương trình, ví dụ đó là cái phần răng miệng của chúng ta, sáng dậy thì chúng ta còn vệ sinh được để loại bỏ những cái mùi khó chịu. Thế nhưng mà đối với vùng mũi, viêm xoang có mùi hôi, mùi tanh, những cái mùi rất là đặc trưng mà không vệ sinh thì cảm giác như người xung quanh cũng có thể là xa lành chúng ta vậy. Thế thì nên làm sạch cái đường mũi này bằng cách nào? Hơn hết đó chính là cách rửa mũi. Thế nhưng mà không phải ai cũng biết cách rửa mũi đúng ạ. Trên thị trường có bán rất là nhiều những cái dụng cụ, những cái bình xịt để rửa mũi cho cả người lớn và trẻ con, cũng rất là phong phú và cũng rất là khác nhau nữa. Bác sĩ có thể hướng dẫn một lần thật là chi tiết dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ trong cái việc là vệ sinh mũi, trong điều trị viêm mũi và viêm xoang được không ạ? Vâng. Các bạn thấy rằng là cái dùng nước biển thì hồi xưa mà các cụ thì chỉ có một cái là súc miệng nước muối thôi, hết. Đúng không ạ? Viêm họng súc miệng nước muối. Nhưng mà cách đây được khoảng 30 năm, hơn 30 năm, thì bắt đầu có một cái xu hướng hay là các khuyến cáo của các bác sĩ là sử dụng nước muối để mà rửa mũi. Thì tác dụng người ta thấy so sánh nghiên cứu là những cái cháu bé mới được rửa mũi hoặc người lớn mới được rửa mũi thì bệnh nhanh khỏi hơn bình thường. Bởi vì khi các bạn biết là khi mà cảm cúm, khi mà viêm mũi thì các cái tổ chức mũi nó sưng lên và các cái chất tiết ở trong mũi không dễ dàng ra được, thậm chí bạn phải xịt thật mạnh, hít thật mạnh để đẩy cái chất ra, mũi ngạt quá không thể thở được. Dạ vâng. Thế thì nước muối nó làm gì? Nó làm hòa loãng ra, nó làm niêm mạc nó đỡ nề hơn và cái đường mũi nó thông hơn và nước muối đẩy ra được dễ dàng. Như vậy quả thật dùng nước muối nên dùng trong trường hợp mình bị cảm cúm, khi nào viêm mũi xuất tiết, viêm mũi xoang thì nên dùng. Thế dùng như thế nào và người lớn trẻ con khác là thế nào? Thì các bạn thân mến, ở người lớn thì rất may là mình có một cái bình xịt, xịt dạng phun xương, thì các bạn có thể mua dễ dàng ở các cái hiệu thuốc, là xịt 4-5 nhát một bên, tức là hai bên thì khoảng 8 nhát, bịt cứ xịt xong cái đã. Thế sau đó thì các bạn bịt từng bên xì ra. Như vậy là xịt vào rồi xì ra. Nhưng mà xịt không phải một cái mà xịt được phải 4-5 ngày thì nước nhảy nó mới pha loãng được. Còn trong trường hợp mà nước mũi nó đặc quá thì các bạn có thể dùng cái bình rửa mũi. Bình rửa mũi thì khi mà bạn bóp, bạn để đầu cúi xuống cái lavabo, bạn bóp vào bên phải thì cái dòng chảy sẽ đẩy sang bên trái. Và ngược lại, bạn bóp bên trái thì các cái chất đẩy sang bên phải. Như vậy có hai cách các bạn nhé. Một là xịt, hai là rửa. Thế còn đối với trẻ em thì sao? Trẻ em thì với trẻ em mà dưới 2 tuổi hay dưới 3 tuổi, các em không biết gì,
có mũi là cứ để thò lò thế thôi, chảy ra mũi xong lấy tay quẹt một cái thế thôi, thế hoặc hít vào một cái chứ chả xì được. Thế thì các bạn phải hướng dẫn các bé tập xì mũi, bởi xì mũi thì cái áp lực ở trong mũi nó đẩy tất cả các cái chất ra ngoài, thì bố mẹ phải làm mẫu và xịt cho con. Thế thì cách thức cũng làm như người lớn, các bạn mua cái xịt mũi phun xương, xịt mũi bên 3-4 nhát, xong đó bịt từng bên, bảo con xì ra. Thế trong trường hợp con không xì ra thì làm thế nào? Con không xì ra thì bố mẹ phải hút ra thôi. Thế thì mua cái hút mũi hai đầu, cũng giỏ xong rồi hút, giỏ xả hai bên, xong bịt bên phải thì hút bên trái, và bịt bên trái thì hút bên phải. Thế như vậy các bạn làm đều đặn như vậy thì tất cả em bé sổ mũi, chảy mũi thì đều có xu hướng nó giảm dần và nó sẽ đỡ hẳn. Dạ vâng ạ, như vậy là có hai cách làm và hoàn toàn là chúng ta có thể thực hiện cả hai cách này. Đây cũng là cái phần trả lời của bác sĩ Ngọc Dinh và giải đáp được cho rất là nhiều người thì là phản đối cái việc là xịt rồi thì xì ra, bởi vì cho rằng như thế là cái lượng nước muối nó quá ít và không đủ để làm sạch cái phần hốc mũi. Còn người thì lại phản đối cái việc là chúng ta bơm nước muối ở bên này để cho nó chảy sang mũi bên kia, thì có thể là chảy đi lung tung, chảy ra tai, chảy xuống họng chẳng hạn, thì lại còn làm lây nhiễm các cái virus vi khuẩn, gây viêm nhiễm ở các cái vùng lân cận quanh mũi. Thì thực ra là hai cách này chúng ta đều có thể thực hiện song song. Bên cạnh đó thì cũng phải lưu ý cái kỹ thuật nữa, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng kỹ thuật thì cũng rất là quan trọng. Thực hiện sai thì cũng sẽ gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn hay những cái biến chứng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc Dinh.